Anh Công ơi, bây giờ nha, cái chân bên này anh chảy máu không? Tháo ra gắn bên này được không? Không chịu, một giò một mà. Không chịu. Giò đó à, chứ không chịu ra. Giờ anh tháo ra nha. Sao vậy? Không nói. Sao không nói, nó kể nghe đi. Lỡ mà tháo ra thì sao? Lỡ tháo ra thì sao? Tháo ra sợ anh không chết. Tháo sợ chết. Tháo ra sợ chết. Bây giờ tháo nha. Vì sao tháo ra là anh sợ chết? Hồi xưa thì không có đứng trò chuyện được như vậy đâu. Trời, hồi xưa đâu dám vô. Hồi xưa đâu dám vô, vô đâu nó quậy, nó quýnh. Ngày xưa là chứ càng ngày càng hiền, chứ hồi xưa là vô không được. Ngày xưa là anh quánh cả chú luôn. Rồi quýnh luôn chứ, vô quýnh. Dụ vô ra, ví dụ vậy. Kêu cha vô, đâu có vụ vô. Vụ vô hả? Quýnh. Rồi áo đâu xong mặc đâu? 24.126.000. Dạ. Thì đây con sẵn sẵn số tiền. Rồi con xin đại diện mình mua con cao cho chú nha. Dạ. Dạ. Chú chăm lo cho gia đình mình. Dạ, dạ chú cũng cảm ơn mạnh quân nhà tâm trong nước và ngoài nước cho chút tiền đặng đỡ lo cho đời con là nó chú cũng. Xin chào quý cô chú anh chị, hiện tại thì Nhân đang đi cùng với anh Phong Bụi, đang quay trở lại cùng Phụng ở Bến Tre để ghé thăm một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Đây là khu vườn và căn nhà của chú Tư Tốt. Chào chú Tư ha. Dạ chào. Dạ. Dạ. Hôm nay anh em con ghé thăm chú với lại gia đình mình. Dạ. Dạ, mình vào trong ha. Thì hoàn cảnh của chú Tư là Nhân với anh Phong có chia sẻ rồi. Chú Tư hiện đang nuôi đến 3 người bệnh tâm thần ở trong căn nhà như thế này đây. Và con trai của chú á, hai người con trai của chú đều bị tâm thần và một người thì phải bị xích chân. Còn vợ của chú thì cũng sau một cơn tai biến thì đầu óc cũng không còn minh mẫn và cũng không còn tự sinh hoạt được nữa. Anh. Để con đeo mít cái nha chú. Bước vào trong này. Ở đây là anh tên gì con quên rồi ta? Tên Thành Công. Dạ. Anh Công nó là bị sau một lần mà đi làm mương á, đúng không chú? Đúng rồi. Thì khi anh quay trở về thì anh bắt đầu anh sợ nước, anh có những cái biểu hiện lạ. Yeah. Và từ đó thì anh trở nên như thế này đây. Đúng rồi. Yeah. Chính xác là bao nhiêu năm rồi chú? Bệnh nay cũng khoảng gần 30 năm mà. 30 năm rồi. Gần 30. Bệnh lúc 15, 16 tuổi. Dạ. Những cái biểu hiện lúc đó của anh là như thế nào chú? Hồi đó là nó biểu hiện đi vô bao đặng tấn đê á. Rồi về đầu cái biểu hiện là nó nhảy xuống mương, nó quậy lặn vô dưới mương á. Dạ. Đó. Lặn mương rồi nó bị luôn tới bây giờ luôn. Kể từ đó là anh không còn biết gì nữa hả chú? Đúng rồi. Từ đó là đầu cái nó ấy đầu đưa đi ba bệnh viện này nọ rồi cũng mấy lần về cũng bỏ nhà đi cũng mấy lần vậy, tìm kiếm này nọ. Dạ. Yeah. Cũng nhiều lần lắm. Trời ơi. Hồi phải nói hồi đó nấy đầu cái mụn nằm canh đúng không? Canh mà nó đâm bùng nè. Nó leo rồi lên ấy trốn đi rồi qua ra xong nó đi suốt bên Tây Tiền Giang. Yeah. Lặn đi với bệnh. Con tiếp xúc anh Công rất là nhiều lần. Và con cảm nhận một cái điều như thế này. Anh Công, anh có trí nhớ nha.
Nhớ, đúng rồi. Nhớ. Nhớ. Để con hỏi anh thử cho. Ai đây? Phong Hồi. Phong Hồi. Sao? Nhớ. Ừ, nó có nhớ. À, người ta nói anh là bị tâm thần. Thường thường tâm thần thì trí tuệ nó không phát triển. Đúng rồi. À, bộ nhớ không thể nào dung nạp được. Nhưng mà mình đến là một sự bất ngờ luôn này. À, chú thấy bất ngờ không? Đúng rồi. Bất ngờ. Ở đâu? Ừ. Ở đâu? Tên gì? Tên gì nó lại đi. Em tên gì? Phong Bụi. Phong Bụi, nó thấy không? Ừ. Nhân chứng em thấy bất ngờ không? Dạ. Yeah. Nhưng mà chắc không biết tên em quá. Biết em này tên gì? Không biết. Không biết đúng không? Dạ, tại vì anh tới đây là lần thứ 3. Dạ. Yeah. Và lần thứ 2 là anh nhớ tên Phong thôi. Ừ. Nhưng mà lần này thì lại nhớ tên Phong Bụi luôn. Có một cái điều như thế này mọi người. Khi mà mình có ý định là đưa anh ra xung quanh vườn để tham quan vườn nhãn, ăn nhãn ấy, thì anh lại từ chối. Anh sợ rằng là tháo anh ra khỏi cái sở xích này thì anh sẽ bị chết đi lần nữa. Cho nên là giờ kêu anh ra khỏi căn phòng này là anh sợ lắm. Tháo xích đi được không? Không. Anh muốn tháo xích không? Không. Sao vậy? Không chịu. Chết. Sao chết chịu chết? Đâu, thẳng cái chân xuống, để cái chân xuống ngồi với em đi. À, nói thì hiểu đúng không? Nhưng mà hồi trước thì khi mà mới xích ảnh, ảnh có đòi ra không chú? Rồi mà mới xích hả? Mới xích rồi, mới xích cũng quậy lắm chứ. Dạ. Yeah. Rồi sao từ từ đầu nó quen rồi em. Em tới giờ luôn. Bây giờ thì giờ tháo xích lại không chịu. Không chịu. Còn hồi trước thì tháo là xích lại là quậy. Rồi nó cũng mấy cộng xích rồi, mới đứng cộng rồi. Nó ấy sau đứt đứng cộng kêu à, vô buộc lại. Cứ mỗi lần đứt là kêu là buộc lại. Ờ, đứt rồi kêu buộc lại à, chứ không phải đứt mà đi. Đứt kêu buộc lại. Anh Công ơi. Bây giờ nha. Cái chân bên này anh chạy máu không? Tháo ra gắn bên này được không? Không chịu, một giò một mà. Không chịu. Giò giò đó à, chứ không chịu ra. Giờ tháo ra nha. À, sao vậy? Không nói, không nói. Sao không nói? Nói kể nghe đi. Lỡ mà tháo ra thì sao? Yeah. Lỡ tháo ra thì sao? Tháo ra. Tháo ra sợ chết. Tháo sợ chết. Tháo ra sợ chết. Bây giờ tháo nha. Yeah. Vì sao tháo ra là anh sợ chết? Sao tháo qua sợ chết, nói ra nghe. Không biết. Nhưng mà chú thấy là con chú hiểu hết không? À, cũng nhiều khi nói cũng hiểu, nhiều khi người ấy lợi nó nhiều khi nó cũng quên. Không phải mà, người nào lợi nó cũng nhớ hết. Anh nhãn không? Anh đây nhãn nha. Ờ. Sao vậy? Thôi, không nổi. Ăn không nổi hả? Giờ em thèm ăn gì? Giờ thèm ăn gì? Không thèm gì. Anh sáng có đòi hỏi là ăn uống gì không chú? Không, chừng nào đói bụng ngay đòi là với cơm ăn à. Ừ. Cơm. Còn nước, nước nôi thì uống sao à? Nước uống thì, chừng nào uống thì cắt nước ra kêu bút uống. Ừ. Kêu bút. À, có khi nào hỏi thăm mẹ hay là hỏi thăm anh em gì trong nhà không? Không. Không có hỏi. Suốt mấy chục năm qua cứ ngồi lầm lì vậy? À, ngồi vậy, muốn uống nước kêu múc nước. Còn ăn cơm đói thì kêu bới. Đó. Mà nó ăn cơm nhiều khi nhiều, uống nước nhiều quá nó mệt, sợ chết. Chết nó quần đi vòng chừng nào mới nằm xuống mà nó ngủ thôi. Em này tên là Nhân đeo mắt kiến nè. Mày mất nhớ nha. Nhân nhà ở bên cùng bên đây nè. Cột bên đây là bên đây là bên cùng nào? Dạ. Bên đây là tỉnh nào? Em biết không? Không. Cầu Rạch Miễu đâu? Không, Rạch Miễu không biết đâu, nào chưa biết cầu. Chưa biết cầu ha. Chưa. Dạ. Bữa nay á, khi mà vào đây á thì thực sự nãy giờ anh em tụi con đứng á, có nghe một cái mùi phân nước tiểu á chú. Ừ, thôi đúng rồi.
lần trước á, thì vào không có nghe gì luôn, tức là chú chăm sóc cho anh với lại dọn dẹp rất là sạch sẽ, còn hôm nay chắc chưa kịp dọn hay sao ha. Chưa, với phần nó nhiều khi nó đái đây nè. Dạ. Đái đi rồi chưa có múc nước vô mà dội á. Dạ. Nó hư thôi. À, chiếu sao rách hết trơn rồi nè. Trời, chiếu hồi đó sai mấy chiếc rồi. Đây nè, xây xích này nè. Nó cào lên cào xuống rồi nè. Xuống cào cào xuống rách tiêu tới nè. Rách mùng luôn nó được kìa. Ừ, mùng rách mà chưa. Mũi có cắn anh không? Hả? Mũi có cắn anh không? Không. Không cắn hả? Cái tay của ảnh hôm nay vẫn còn rung như thế này nè. Ừ, nó rung hoài vậy. Rung suốt vậy ha. Rung hoài vậy. Hồi xưa thì chắc không có đứng trò chuyện được như vậy đâu. Trời, hồi xưa đâu dám vô. Hồi xưa đâu dám vô, vô đâu nó quậy, nó quýnh. Ngày xưa là chứ càng ngày càng hiền, chứ hồi xưa là vô không được. Ngày xưa là anh quấn cả chú luôn. Trời, quýnh luôn chứ, vô quýnh. Vụ vô ra, ví dụ vậy. Kêu cha vô, đâu có vụ vô. Vụ vô hả? Quýnh. Cái sao này cái đầu nó ăn sao này nó mới hiền lại. Dạ. Thì đây chính là cái nơi mà anh đi vệ sinh nè. Là mọi sinh hoạt của anh là đều trong căn phòng như thế này. Đúng rồi. Và anh đi vào đây, anh ngồi vào đây nè. Đi tiểu vào đây nè, còn cái này là lá, cái lá môn. Ừ. Chú thì thường xuyên cắt những cái lá môn này chắc ở sau nhà thôi chứ. Ăn sao? Dạ. Cắt lót đây cho nó lót cầu. Đây cho anh đi. Ừ, đi đại tiện. Ừ, còn đáy thì đáy vô đây chảy ngoài mương đó, để mô tả như vậy để mọi người mới hiểu được đó là cuộc sống của anh là như thế nào, gói gọn trong một cái căn phòng như thế này mà mình nói mà nghe đau lòng một chút thì như là một cái chuồng vậy đó chú. Ừ. Bởi vì bị nhốt như thế này mà, bị giam cầm như vậy mà. Em hỏi tụi anh biết cái gì mình đang cầm không, đi quay không? Anh biết cái này cái gì không? Biết gì không, biết không? Anh biết cái này cái gì không? Quay phim hả? Có sợ quay phim không? Hả? Có sợ quay phim không? Không. Chào thử đi, chào thử đi. Nhìn vô màn hình chào thử đi. Chào mọi người đi, mọi người đang coi anh á. Ừ. Chào đi. Giơ tay chào. 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 Chào sao nói đi. Anh giới thiệu tên anh đi. Anh tên gì? Công. Họ tên, chào mọi người, mình tên là Công. Thử đi. Chào đi. Bây giờ test lại chi nhớ của anh thử đi. Em hỏi em tên gì không? Thử anh. Anh này tên gì anh? Tên của Vũ. Còn em? Nhân. Nhân hả? Hay nha. Nhớ rồi đó. Để bắt kiến nào mai mốt vô là nhớ nha. Đừng quên em nha. Lúc trước kìa chứ sao nè. Cũng hết rồi. Dạ. Sao này không có gì á. Sợ một cái biết không? Sợ một cái mà nó uống nước nhiều quá sợ chết á. Hồi đó là thần kinh đó là nó căng á, nhiều khi vô cũng sợ. Dạ. Ừ, căng vô nhiều khi nó quýnh, biết giờ nào nó không biết được. Và nãy giờ thì nói chuyện cũng cười đùa để cho không khí vui hơn thôi. Chứ thực sự thì Nhân nghĩ là qua màn ảnh thôi thì mọi người cũng đã cảm nhận được là cái sự khổ sở của chú là như thế nào khi phải chăm một người như thế này. Và đây chỉ mới là một phần trong cuộc sống gia đình của chú thôi. Ở phía sau này còn vợ chú nữa nè. Ra thăm cô luôn hả chú? Dạ. Dạ. Còn mọi người thông cảm thì không phải là con không phải không đeo khẩu trang bị gì mà tại vì con bị với mũi dị ứng chú ơi. Con mà có cái mùi gì nặng đó là hồi là con khó chịu không được luôn, sổ mũi. Chào chú Nhân đi. Chào chú Nhân. Đây chú Phong. Phong. Nhớ chú Phong không? Nhớ Nhân nhớ không? Nhớ không? Quên hả? Ôi mày à. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Ghê mày à. Nhớ không? Cô á là không biết vì sao mà sau một cơn bạo bệnh á thì cô không có còn khóc nữa, không còn buồn nữa. Đúng rồi, cười đúng cô mà. Chỉ biết cười thôi. Cười. Và cái nụ cười của cô nhiều khi người ta nghe người ta cũng hơi sợ đúng không chú? Cười gán gì á. Bởi vì nếu như mà sập tối đi mà ai mà đi ngang mà nghe cô cười. Đúng rồi, cười sẽ... cười giòn, cười ghê lắm. Dạ.
cười mà chứ giờ khóc không có khóc nữa. Đó đó đó, cười. Này là cười cười bình thường đó, con sẽ cười lớn hơn và nói chỉ tay vậy. Chắc muốn nói gì á. Nói mà nói mình nó nghe tiếng nó được. Không, không có mặt tả không có. Đấy thì đấy tại chỗ mà, tiểu tại chỗ mà. Đó. Tại đây luôn. À, rồi chú mới lấy ra chú chùi. Chùi. Chứ về đấy không có cảm giác đây, không không có biết. Có cái đi tiểu thì biết. Đi tiểu thì cô muốn nói gì á? Nói mà nghe không có được. Nói thì nghe không được, nói vậy á, nghe không được. Chú còn nghe không được mà. Con thấy cái phần đầu của cô như bị hõm vào luôn rồi chứ. Hay sao mà? Đây nào vậy? Hồi té sao mà quá trời sao mà không? Té sao nữa sao? Ngoài ra thì chú còn một con trai nữa. Và anh đó thì khi nãy á, khi mà Nhân với lại anh Phong vào. Dạ. Thì khi mà Nhân và anh Phong vào thì anh đó lẳng lặng là anh bỏ đi rồi. Nếu như mà hỏi nhiều quá thì anh... Đúng rồi, hỏi nhiều quá làm như thần kinh nó căng. Căng hả? Và đó. Có thể là anh sẽ đánh mình. Không, hỏi chừng dài 3 tiếng, hỏi chừng dài 3 tiếng được. Đừng hỏi nhiều quá, kinh nó căng á. Căng á, sao nó quậy. Còn cái vụ qua ra ngoài quay này nói là thầy không sao. Quay nói thì không nên đợi. Nói chừng dài 3 tiếng thì nhiều quá nó không chịu. Hôm nay thì Mạnh Thường Quân á cũng có gửi cho chú một chút ít trang trải cuộc sống ha. Thì danh sách thứ nhất á thì có Nương Nương là 1 triệu đồng, Kim 200.000, Nguyễn Thị Thanh Thảo 200.000, Nhờ Em Gửi Chú Cùng Phụng 200.000, Nguyễn Văn Hiền 300, Nguyễn Ngọc Cam 500, Châu Anh 200, Hoàng Mai 100, Mẹ Bé Ngon ủng hộ chú Tư 1 triệu, tổng tiền là 3.7 triệu ha anh Phong. Dạ đây, cho chú số tiền 3.7 triệu trước ha, đó là một danh sách ha. Còn một danh sách nữa thì hơi dài, này thì cũng tấm lòng mọi người trong thời gian vừa qua ha, con đọc luôn ha. Thì có Đỗ Văn Dũng 50.000, Hoàng Thị Hiền Lương 200, Linh Quỳnh 100, gia đình Trần Nguyễn Phúc An 200, Nguyễn Thị Kim Phương 200, Mạnh Thuân giấu tên 100, Nguyễn Lê Tuyết Giang 100, Nguyễn Thị Bé Ngọc 200. Thì có chú thích là em gửi chút ít cho chú nhưng mà con không biết chú nào hết, cho nên thôi tùy duyên con gửi luôn cho chú ha. Nguyễn Ngọc Tài 300, Nguyễn Thị Ngọc Thanh 200, Mạnh Thuân giấu tên 150, Trần Thanh Phúc 30.000, Thanh Hà 20.000, Bé Nhật Huy 100, Lê Huỳnh Trọng Nghĩa 100, Đặng Quốc Bình 500, Minh Duy 200, Thùy Anh 500, Mạnh Thuân giấu tên 300, Mạnh Thuân giấu tên 100, Võ Thị Vân Anh 200, Trần Ngọc Mẫn Thanh 100, Nguyễn Đăng Kha 200, Lê Minh Anh 100, Nguyễn Thị Trúc Duyên 3 triệu, Trần Thanh Khuê 200, Mạnh Thuân giấu tên 500, Vũ Thị Minh Phương 300, Lê Thị Huỳnh Lê 1 triệu, Mỹ Dung 2 triệu, Mạnh Thuân giấu tên 200, M Nhi 200, Thu Lê và Anh Trương 2.320.000, Mạnh Thuân giấu tên 50.000, cô Hồ Liên ở Nam Úc 5 triệu, Trần Nguyễn Phương An 200, Huỳnh Quốc Nghị 100, Huỳnh Thị Vân 1 triệu, gia đình Băng Pin 1 triệu, anh Hải là 1.806.000 và gia đình cô Hoa Xuân là 1 triệu. Thì tổng số tiền đó là con xin chốt vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 là 24.126.000. Dạ, con đọc danh sách rõ rồi ha. 24.126.000. Dạ. Thì đây con sẵn sàng số tiền. Con xin đại diện mình thông qua con trao cho chú ha. Dạ. Chú chăm lo cho gia đình mình. Vậy chú cũng cảm ơn Mạnh Quân nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước cho chút tiền đặng đỡ lo cho trời con nó, chú cũng cảm ơn Mạnh Quân với nhà hảo tâm rất nhiều. Chú rưng rưng rồi phải không? Muốn khóc đúng không? Vì sao cầm số tiền như vậy chú mừng, chú sẽ lo được những gì trong thời gian tới? Số tiền này cho chú cũng
để có bệnh hoạn này nọ với đi lo nấu đồ ăn này nọ cho vợ ăn với chị. Chú xúc động. Nhân với anh Phong đi quay á, thì nhiều trường hợp rồi, nhưng mà một người đàn ông khi mà chịu đựng một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống á, thì thường là người ta sẽ chịu đựng rất là tốt. Và khi mà người đàn ông họ rơi nước mắt á, giống như chú Tư đang rưng rưng như thế này á, thì mọi người phải biết là cái sự khổ cực nó đã lên đến tận cùng rồi. Và khi mà nhận được một sự quan tâm nào đó thì chú mừng dữ lắm đúng không? Dạ mừng, mừng dữ lắm. Dạ. Ở đây thì con thấy chú có trồng nhãn nè. Có. Chú trồng nhãn chú bán. Nhãn giờ được mười mấy ngàn một ký á, đúng không chú? Dạ, được bây giờ 18 ngàn. Dạ. 8 ngàn ký bỏ công cán còn 18 ngàn. Rồi mấy nay chú bán được nhiều không? Chú bán cũng được 4 triệu mấy. 4 triệu mấy hả? À. Tại hôm nay thất. Nhãn thì một năm chỉ có một mùa thôi. Đúng rồi, năm một mùa hè như thế này thôi. Và từ đầu mùa đến giờ không biết bao nhiêu tháng rồi phải chăm nhãn và cuối cùng thì được 4 triệu mấy. Đó, thì cả nhà cũng hiểu là sự vất vả của chú là như thế nào. Cho nên như đây là được mấy mùa? 5 mùa. Rồi đây cũng 5 4 5 6 mùa. 6 mùa nhãn đó là 5 6 năm đó. Dạ, đúng không? Có thiếu hụt gì trong thời gian qua không chú? Khi mà chăm gia đình đó. Cũng nói chung chú bán đồ vườn với lặt vặt với lãnh tiền hàng tháng á, cũng đồ ăn này nọ thì cũng đủ. Còn ví dụ gạo thì từ thiện cho ăn ăn. Dạ. Lâu lâu cho chục hai chục đó thì ăn, cũng nhờ từ thiện cho gạo ăn cũng đỡ. Đồ đạc trong nhà của chú này là cũng là từ thiện cho hết á. Thì như này nó đồ đạc hay là tủ lạnh, tivi này nó bà con đây thấy ta xài rồi thấy không có rồi cho xài, như tủ lạnh rồi này nó cho ra nè chứ không mua. Dạ. Như tủ này cũng cho tủ rồi nè. Đó, cũng cho chứ đồ bà con cho mà chứ không có mua. Chắc giờ anh em mình lên thăm anh mà con mà ngoài kia đó chú, không biết lại gần được không? Được. Được ha? Được. Anh em cũng hơi ngại nhưng mà được. Trước giờ chưa có cho quý khán giả thăm anh này, rất là khó tiếp cận ảnh. Được. Ảnh đâu rồi hả chú? Con nằm ngoài này nè. Chú đi với con đó. Anh không hỏi chuyện gì. Anh trai, ăn cơm chưa? Chưa. Chưa hả? Em anh tên gì? Công. Công hả? Anh tên gì? Tùng. Tùng hả? Tùng. Tùng tới giờ chưa? Chưa. Chưa hả? Rồi áo đâu xong, mặc đâu? Có nhà tầng vậy. Anh biết anh Công sao mà xích không? Quậy quá. Quậy. Quậy quá hả? Ghê vậy. Quậy. Nhà mình có anh Công hay còn ai nữa? Chiến nữa. Chiến giờ sao rồi? Chiến có vợ vẫn tè. Sao anh có vợ chưa? Chưa. Sao không có vợ đi? Sao không có vợ? Có thấy nhãn phụ ba không? Yếu à. Yếu hả? Giờ bệnh nào thì nó chỉ em coi thử. Yếu mận nổi. Kêu lúc trước nó mận dữ lắm. Bệnh sao? Có đi sáng dậy có đi uống cà phê không? Có. Ủa ở đâu? Uống ngoài chợ. Uống ngoài chợ ha. Ừ. Anh biết em không? Ở đâu không? Không biết. Ở Sài Gòn mới xuống thăm Công á. Ừ. Còn cha tên gì biết không? Tốt. Ừ. Bình thường chú hay nói chuyện với anh không? Cũng ít lắm. Rồi hôm nay thấy không? Hôm nay thấy giao tiếp vậy được không? Được. Nói được, đừng nhiều quá. À. Chú nói đừng hỏi nhiều quá. Hỏi nhiều quá nên chăng nó quyết trả lời. Hay rủ Công đi chơi không? Hả? Có rủ Công đi chơi không? Không. Sao vậy? Bệnh đi đâu? Giờ anh em mình vô tháo xích ổng không? Giờ ổng đi chơi đi tham quan quyền nhãn.
được không? Đó, nghe đi xích không? Đi vô tháo xích không? Sao thở vậy à? Nắng. Nắng hả? Anh năm nay nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi rồi kìa. Hả? Nhiêu tuổi? Nó cũng bốn mấy rồi. Ui bốn mấy. Sinh năm 84. Ừ. Con nhìn kỹ lại giờ thấy anh với chú này mặc y như nhau luôn nè. Rồi chú con xuống đây thử chú. Ở nhà là anh ngủ sao? Tối rồi ngủ một mình rồi hả? Tối ngủ mình rồi. Rồi tới giờ cơm ăn uống sao? Giờ cơm ăn uống thì tự bới ăn. Có đòi hỏi là ăn gì không? Có chứ, nhiều khi đồ ăn không có cũng đòi hỏi chứ. Đòi món gì? Nhiều khi đồ ăn không có sao nay không có đồ ăn nè. Là gán ăn đỡ đi chút và kho đồ ăn ăn chứ. Không ăn cũng nói. Thích ăn món gì? Anh thích ăn á. Gì ăn đó. Gì ăn được hả? Ừ. Có uống thuốc không? Hút hả? Ừ. Ngày hút mấy gói chú? Nó mua sang lọc về hút mà. Mua cái gì? Thuốc dòng á. À thuốc rê á. À thuốc rê gì dấn hút mà chứ không có hút thuốc gói. Cứ vợ đi chứ. Rồi bắt tay nha. Rồi em tên Phong. Ừ. Nhớ không? Còn em trai này là tên Nhân. Nhớ chưa? Ừ. Lần sau xuống chơi nha. Bữa nay mấy anh em xuống thăm anh Công. Thì có mang ít quà xuống. Số tiền nhỏ. Muốn ăn gì để chiều cha mua. Cha đãi cả nhà. Muốn ăn gì? Ăn gì cũng được. Dễ tính quá ha. No rồi. No được à. Làm con gà nha. Ăn gà luộc, ăn thịt heo. Ăn gì? Suy nghĩ. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, sức khỏe nha. Ôi, bắt tay luôn, chặt cứng luôn anh nha. Rồi. Hôm nay thì ghé thăm quay trở lại giới thiệu cho mọi người xem về cái ghế này nè. Cái này là cái ghế vợ của chú Tư đúng không? Đúng rồi, cái ghế này đặng cho đi đáy ỉa tắm. Khi mà con đi vệ sinh thì đưa lên trên này. Ngồi lên này. Đi vệ sinh tắm rửa. Tắm rửa. Rồi trước khi mà con tạm kết cái video này á, thì con cũng muốn hỏi chú một cái câu cuối thôi. Nếu mai sau mà chú còn không còn khỏe mạnh nữa, chú yếu đi, chú ngã xuống thì những con người này, con chú vợ chú thì chú có đã kế hoạch là người gắm trai chưa? Chưa, chú cũng rộn chứ sao, là nếu mà chú bệnh, chú sợ bệnh lắm. Bệnh rồi không biết rồi ai lo cho ba người này nữa, chú sợ lắm. Rồi thằng con thì nó đi mẫn lo vợ bệnh, nó cũng không có về đây nữa. Anh giếng đấy đúng không? Đúng rồi. Và mình đã từng xảy ra sự cố đó chưa? Ví dụ chú ngã xuống chú bị sốt nè, bị nhiễm Covid nè hay là chú gì đó. Rồi không ai chăm sóc. Chú từng bị chưa? Chưa, chú cũng chưa bị, chưa bệnh hoạn nữa, chú cũng lắm, chú cũng ra nhiều khi nó cũng mệt người nóng lạnh cũng sòn ấy đó chị, cũng uống thuốc này nọ cũng đỡ gắng lo chứ. Nhưng chú cũng sợ bệnh chú ngã xuống cái là ba người này là mệt luôn á, chứ có ai đâu lo. Trong ba người thì chú sợ ai nhất nếu mà chú không chăm sóc được? Chú hả? Chú thì nói chung thì vụ này thì nó chuyện rồi, chuyện đó nó cũng hơn ấy, rồi vợ nhiều cái bệnh này nọ rồi sợ vợ chú nhất. Đúng rồi, đồng nghiệp bà nhất là không ý thức được à. Rồi đi tiêu đi tiểu một chỗ à. anh công thì chẳng sao, có nghĩa là có thể là tự chăm sóc được nè, đi vệ sinh được, vệ sinh được. Có một may mắn đó là suốt một khoảng thời gian dài chăm sóc vợ con thì chú đã không ngã bệnh, không có đổ bệnh những cái bệnh nặng. Và con cũng đến đây thì con với em Nhân cũng chúc cho chú trong cái khoảng thời gian tới tiếp tục khỏe mạnh. Dạ, ha. Chú cũng cảm ơn dạ. Phong nhiều. Nếu có dịp thì mình với em Nhân sẽ đến đây trở lại thăm chú Tư. Dạ. Tại vì mình cảm nhận một cái điều như thế này, sự thật thà chất phát từ trong chú Tư rất là rõ nét. Gần như là từ ngày đầu cho đến ngày hôm nay khi mà tiếp xúc chú á, cái bản chất, cái tính mộc mạc của chú vẫn còn như những ngày đầu vậy đó. Và con cũng hy vọng là chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Tụi con xin phép chào ạ. Chú cũng cảm ơn Phong với chú Nhân rất nhiều. Dạ. Chú cảm ơn nhiều.